quý vị đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất trên kênh báo Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, liên quan đến hoạt động lùm xùm về nghệ sĩ Từ Thiện, mới đây Tướng Công An thông tin mới nhất kết quả xác minh việc làm từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên. Vậy thông tin điều tra ban đầu này có lợi thế đối với các nghệ sĩ hay là thông tin bất lợi? Khẳng định ăn chặn từ thiện là có thật. Thực hư câu chuyện xin mời quý vị cùng theo dõi. Vào chiều ngày 28 tháng 12, Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết những thông tin mới nhất liên quan tới việc xác minh quá trình từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên. Theo đó, tại họp báo, thông báo tình hình công tác năm 2021, nhiệm vụ năm 2022, phía truyền thông đã đặt câu hỏi về kết quả điều tra, xác minh đơn tố giác việc làm từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên và một số nghệ sĩ cá nhân khác. Theo ông Niêm, trong thời gian từ tháng 5 năm 2021 đến nay, trên các trang mạng xã hội đưa thông tin phản ánh về sự không minh bạch của một số cá nhân nghệ sĩ kêu gọi từ thiện đợt mưa lũ năm 2020. Ngoài mạng xã hội có một số người gửi đơn phản ánh về nội dung này. Các trường hợp gửi đơn, chúng tôi làm việc, được biết họ có gửi tiền từ thiện từ 100 đến 200 ngàn đồng. Trong đơn, những trường hợp này có góp nhặt các thông tin trên các mạng xã hội để làm đơn. Bản thân người làm đơn không chắc chắn về việc chiếm đoạt của những người kêu gọi, Thiếu tướng Niêm nói. Làm rõ câu hỏi này, Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm cho biết. Về công tác từ thiện, qua nghiên cứu các tài liệu, phối hợp với ngân hàng để thực hiện xem xét các tài khoản xác định, lượng tiền và các tài khoản từ thiện còn ít hơn so với lượng tiền mà các cá nhân đi ủng hộ từ thiện cho nhân dân, đồng bào lũ lụt các tỉnh này. Việc này có xác nhận của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cá nhân nơi họ đi làm từ thiện ủng hộ. Cụ thể, ông cho biết, Cục C02 đã tổ chức xác minh theo phân công của lãnh đạo Bộ Công an từ tháng 5 năm 2021 đến nay, các trang mạng, mạng xã hội có rất nhiều thông tin phản ánh về sự thiếu minh bạch trong việc kêu gọi từ thiện trận lũ năm 2020 của ca sĩ Thủy Tiên và một số nghệ sĩ cá nhân khác. Không chỉ thế, C02 còn nhận được một số đơn thư khiếu nại tố cáo lên liên quan đến Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành. Sau quá trình xác minh, C02 khẳng định những cá nhân gửi đơn tố cáo đều cóp nhặt tin tức chứ không có bằng chứng cụ thể về việc không minh bạch từ thiện của một số nghệ sĩ. C02 xác định các cá nhân là các nghệ sĩ có kêu gọi từ thiện ủng hộ Bảo Lục, có công khai tài khoản để tiền của các cá nhân tổ chức gửi vào tài khoản đó. Sau một thời gian nhất định, họ đã đóng tài khoản và dừng kêu gọi. Khi có lượng tiền vào tài khoản, họ trực tiếp hoặc thông qua đại diện đi địa phương làm từ thiện. Qua công tác từ thiện, nghiên cứu tài liệu từ ngân hàng, khi xem xét các tài khoản, C02 có căn cứ xác định lượng tiền vào tài khoản và số tiền đi ủng hộ, xác định số tiền vào còn ít hơn số tiền các cá nhân đi ủng hộ các tỉnh. Thiếu tướng Niêm nói, theo Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm, thông tin trên, đến nay, C02 đang phối hợp với Viện Kiểm sát tiếp tục xác minh một số nội dung nữa. Thời hạn xác minh đến ngày 15 tháng 1 sẽ hết và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vào tháng 10 năm 2021, Cục Cảnh sát Hình sự C02, Bộ Công an cho biết đang thu thập chứng cứ liên quan đến hoạt động từ thiện, cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung của ca sĩ Thủy Tiên. Khi có nhiều thông tin trái chiều liên quan đến hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão lụt của một số nghệ sĩ, trong đó có ca sĩ Thủy Tiên, Bộ Công an chỉ đạo C02 kiểm tra, xác minh, phối hợp với các ngân hàng rà soát, xác định tài khoản đã huy động tiền từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận quyên góp quá trình giải ngân. Qua quá trình làm việc, C02 phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp ở 7 tỉnh miền Trung gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh làm rõ số tiền cứu trợ tại các địa phương này. Tôi đã xin ý kiến của lãnh đạo bộ, rồi là phối hợp với ngân hàng và phối hợp với các cái đơn vị và địa phương nơi đã xảy ra bão lụt và tiếp đón các cái hoạt động từ thiện này, thì xác định là các cá nhân này là có vấn đề kêu gọi từ thiện để ủng hộ cho đồng bào bị bão lụt, và thứ hai người ta là có công khai tài khoản để tiền của các cái cá nhân tổ chức quyên góp gửi vào cái tài khoản đấy, và thứ ba nữa là trong một thời gian nhất định người ta đã đóng tài khoản và thông báo là dừng các cái hoạt động là kêu gọi ủng hộ từ thiện, và sau khi đã có cái lượng tiền vào các tài khoản để ủng hộ từ thiện thì là các cá nhân đã trực tiếp hoặc là thông qua đại diện đã đi đến các địa phương để là làm công tác từ thiện. Và cái công tác từ thiện thì qua nghiên cứu các cái tài liệu và thứ hai là phối hợp với ngân hàng để chúng ta thực hiện là xem xét các cái tài khoản, thì xác định cái lượng tiền
vào các cái tài khoản từ thiện và cái số tiền mà các cái cá nhân này đi ủng hộ từ thiện cho nhân dân, cho đồng bào bị bão lụt là xác định là cái số tiền vào tài khoản là còn ít hơn so với cái lượng tiền mà các cá nhân đã đi ủng hộ đồng bào ở các tỉnh. Và cái này là có xác nhận của hoặc Ủy ban Nhân dân, hoặc là Mặt trận Tổ quốc, hoặc là của các cái cá nhân mà nơi các cái cá nhân đi làm công tác từ thiện đồng hộ. Cho nên là đến nay thì kết quả chúng tôi cũng đã tổng hợp và đang trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan là Viện Kiểm sát, vẫn đang tiếp tục xác minh và làm rõ thêm một số nội dung nữa. Thì thời hạn xác minh thì cũng đến 15 tháng 1 thì là kết thúc cái thời hạn, thì chúng tôi sẽ có cái kết quả cuối cùng và lúc đấy thì chúng tôi sẽ thông báo trên các cái phương tiện thông tin đầy đủ. Trước đó, CEO Đại Nam 49 tuổi ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục livestream phát trực tiếp trên mạng xã hội để nói về việc kêu gọi quyên góp tiền làm từ thiện của các nghệ sĩ, ca sĩ như Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng hay Trấn Thành. Nghi vấn này đã khiến nhiều nghệ sĩ đứng ngồi không yên và đã nhanh chóng lên tiếng. Phản ứng với những thông tin CEO Đại Nam nêu ra, nghệ sĩ Hoài Linh sau đó cũng sử dụng kênh YouTube cá nhân để giải thích việc chậm giải ngân số tiền 14 tỷ đồng mà anh đã kêu gọi từ thiện. Lý do đưa ra là vì dịch bệnh, bận việc nên chưa đi trao tiền được. Cũng giống như Hoài Linh, ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Trấn Thành lần lượt lên tiếng khi bị cho là đã thiếu minh bạch thu chi trong hoạt động kêu gọi quyên góp từ thiện. Vào tháng 8 năm 2021, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ video anh trực tiếp phản bác tin đồn nhận được 98 tỷ đồng quyên góp tiền ủng hộ, trong khi chỉ giải ngân 1,8 tỷ đồng. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định đó là thông tin sai sự thật. Đến lượt Trấn Thành, vào chiều mùng 7 tháng 9, nghệ sĩ này công khai 1.000 trang sao kê có dấu đỏ của ngân hàng để làm sáng tỏ số tiền hơn 9 tỷ đồng trong tài khoản sau khi bị CEO Đại Nam nhắc tên. Vào chiều 17 tháng 9, vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên cũng có mặt tại ngân hàng, livestream việc sao kê tài khoản đã sử dụng để nhận tiền quyên góp từ thiện, hỗ trợ người dân miền Trung. Công Vinh cho biết tính từ thời điểm đứng ra kêu gọi đến khi kết thúc chuyến từ thiện, ngày 13 tháng 10 năm 2020 đến ngày 23 tháng 11 năm 2020, số tiền trong tài khoản mà họ nhận được là hơn 177 tỷ đồng. Vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên bác bỏ thông tin, dùng nhiều tài khoản kêu gọi từ thiện. Không dừng lại ở việc livestream giải trình, các nghệ sĩ, ca sĩ nói trên đã làm đơn tố cáo nữ CEO Đại Nam vu khống. Trong đó, đơn tố cáo của nữ CEO Đại Nam của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã được Công an thành phố Hồ Chí Minh chuyển cho Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền. Liên quan đến các sự việc trên, tại cuộc họp báo chính phủ diễn ra vào chiều mùng 2 tháng 10 năm 2021, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an cũng đã xác nhận Bộ Công an nhận được tin báo tố giác tội phạm và tin báo liên quan đến một số cá nhân có hoạt động gây quỹ quyên góp từ thiện thời điểm xảy ra bão lũ miền Trung năm 2020. Theo đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự thụ lý, kiểm tra, xác minh nguồn tin. Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các ngân hàng để tiến hành rà soát, xác định tài khoản đã huy động tiền từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp và quá trình giải ngân. Rất nhanh chóng, các trang fanpage lớn lần lượt thông tin về kết quả ban đầu việc rà soát, xác minh số tiền từ thiện của các nghệ sĩ. Trên các hội nhóm sở hữu lượng theo dõi lớn từ hơn 500.000 đến gần 8 triệu người theo dõi đã liên tục cập nhật thông tin và nhận được vô số ý kiến bình luận của cư dân mạng. Trong đó, phần lớn khán giả gọi tên CEO Đại Nam với giọng điệu có phần mỉa mai và tỏ rõ thái độ. Ủa, nữ CEO Đại Nam đâu nay tự nhiên không thấy đâu nhỉ? Fan cô Hằng trước lỡ gáy to quá bây giờ kiểu đổi quần. Fan nữ CEO Đại Nam, chuyện xui rủi chắc tôi muốn bà ơi, giờ quay xe còn kịp không ta? Bên cạnh đó, một số bộ phận người hâm mộ tỏ ra hoài nghi, nêu ý kiến rằng công chúng không nên đánh giá quá sâu sự việc khi chưa có kết quả điều tra cuối cùng. Động não đi, ai từ bỏ tiền túi ra đi làm từ thiện free đâu, suy nghĩ đơn giản vậy. Ngoài ra, không ít khán giả thể hiện sự tin tưởng và trực tiếp lên tiếng bênh vực các nghệ sĩ. Phải nói là họ đi vô vùng lũ trao tận tay người dân tiền, đồ ăn, không quản nguy hiểm là biết ơn nghệ sĩ lắm rồi. Như vậy là đã rõ rồi, mình luôn tin tưởng Trấn Thành, mong các nghệ sĩ được minh oan. Vẫn luôn tin Thủy Tiên Trấn Thành, còn bà Phương Hằng cũng không ghét vì nhờ có bà mà phanh phui ra khối vụ khác ạ.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện nhiều thông tin về việc thiếu minh bạch trong giải ngân từ thiện của các nghệ sĩ. Thậm chí một số nghệ sĩ kêu gọi từ thiện hàng trăm tỷ đồng bằng tài khoản cá nhân, dư luận vẫn băn khoăn về tính minh bạch khi giải ngân số tiền lớn này. Trong khi đó, các quy định quản lý về vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền từ thiện vẫn còn những khoảng trống. Có thể thấy, kể từ khi nổ ra ồn ào từ thiện, câu chuyện kêu gọi quyên góp của các nghệ sĩ vẫn luôn khiến người hâm mộ bàn tán không ngừng. Liên quan tới vấn đề này, nhiều đơn tố cáo đã được gửi đến cơ quan chức năng và tiến trình điều tra vẫn liên tục được cập nhật. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất bởi chính nữ CEO đã 5 lần 7 lượt lên tiếng đấu tố hàng loạt tên tuổi đình đám trong làng giải trí như Thủy Tiên, Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Nhật Kim Anh, Đồng Nhi v.v. về hành vi ăn chặn tiền từ thiện. Trước đó, nữ doanh nhân cũng liên tục tạo sức ép buộc các nghệ sĩ sao kê, minh bạch số tiền đã kêu gọi. Về phía người hâm mộ, trước nhiều luồng thông tin khác nhau, những quan điểm cá nhân cũng đã được thể hiện một cách rõ ràng. Nếu như các fan cứng tin tưởng tuyệt đối vào nghệ sĩ, thì cũng có rất nhiều cư dân mạng ở phía trung lập chờ đợi kết quả điều tra cuối cùng của cơ quan chức năng. Trước phản ứng của dư luận, một số nghệ sĩ có tên tuổi đã tiến hành sao kê tài khoản tại các ngân hàng để làm rõ quá trình kêu gọi và giải ngân từ thiện. Được biết, Cục Phó C02 thông tin kết quả điều tra đã tổng hợp và đang trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan như Viện Kiểm sát, đồng thời tiến hành xác minh làm rõ thêm một số nội dung khác có liên quan. Thời hạn xác minh được tiết lộ là đến ngày 15 tháng 1 năm 2022 và kết luận cuối cùng sẽ được thông báo rõ ràng đến công chúng. Những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.